Vấn nạn lô đề ngày càng trở nên nhức nhối, phức tạp, để lại những hệ lụy khôn lường, không chỉ cho chính người chơi mà còn kéo theo những bất ổn về an ninh, trật tự. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc trên không gian mạng, bắt giữ 7 đối tượng gồm Trần Quang Long, Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Văn Lâm, Chu Văn Tâm, Ngô Chí Hảo, Đào Trung Hợp cùng chú tại thành phố Sơn La và Nguyễn Chí Hùng, chú tại huyện Mai Sơn. Lực lượng chức năng đã thu giữ 7 điện thoại di động các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội và một số tài liệu khác có liên quan. Từ đầu năm 2022 đến nay, tôi tham gia đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề qua không gian mạng vào giờ chiều hàng ngày. Tôi sử dụng điện thoại mạng xã hội qua như Zalo, Facebook, Telegram để nhận bảng lô đề từ người chơi. Sau giờ mở thưởng kết quả 27 giải số miền Bắc, thì tôi đối chiếu kết quả rồi thanh toán tiền thắng thua qua những người tham gia đánh bạc với tôi. Lực lượng công an phát hiện, từ năm 2022 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, hoạt động cảnh giác, che giấu thông tin và có biện pháp tiêu hủy chứng cứ để đề phòng lực lượng chức năng phát hiện. Quyết tâm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi đã khắc phục khó khăn, chủ động, kịp thời, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan để tổ chức tấn công, triệt xóa kịp thời, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là đường dây ghi số đề trên 300 tỷ đồng do đối tượng Nguyễn Thị Thủy Dung, 28 tuổi, trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cầm đầu, vừa bị công an thành phố Buôn Ma Thuột triệt phá thành công. Đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội. Đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các nhà đài miền Trung, miền Bắc rồi thắng thua với các con bạc và tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch. Thế là hàng ngày em nhận số đề qua SMS, Viber, Telegram. Rồi đến cuối ngày thì tính theo kết quả xổ số kiến thiết, rồi em tính tiền qua điện thoại, rồi em báo thu chi, rồi chung chi cho những người chúng. Hành vi của em là em làm qua tin nhắn, rồi các ta tính tiền chuyển khoản. Em nghĩ là công an sẽ khó phát hiện ra hành vi của em, nhưng mà không ngờ hôm nay em lại bị công an thành phố bắt giữ. Cũng tại Đắk Lắk, đây là đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề quy mô rất lớn. Do Nguyễn Trọng Long, 32 tuổi và Nguyễn Ngọc Khoa, 33 tuổi, cùng chú tại huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk cầm đầu. Khám xét các địa điểm trong đường dây, lực lượng công an đã thu giữ hơn 350 triệu đồng, 16 thẻ ATM, 2 laptop, 35 điện thoại di động, 2 xe ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn 50 người tham gia, số tiền giao dịch đánh bạc trung bình một ngày khoảng 5 tỷ đồng. Và từ đầu năm 2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng. Ngoài việc sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh, mạng máy tính, mạng viễn thông để đánh bạc, thì các đối tượng cầm đầu còn thường xuyên đến nhiều tỉnh thành thuê khách sạn ở để hoạt động hòng tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Em cũng biết công an tỉnh Đắk Lắk sẽ làm việc mạnh, thì em sẽ dạt ra những tỉnh ngoài, ví dụ như Cần Thơ, rồi Sài Gòn, rồi Bà Rịa Vũng Tàu, thuê nhà nghỉ hoặc khách sạn để ở và để hoạt động. Hàng ngày thì em dùng sim rác và mạng xã hội để liên lạc với các con bạc trong địa bàn tỉnh. Riêng sim rác thì tụi em sử dụng trong một thời gian ngắn rồi tụi em sẽ dục đi. Còn riêng tin nhắn thì ngày nào thì em sẽ xóa ngày đó. Em nghĩ rằng khi mà bọn em dạt ra các tỉnh ngoài thì nói chung sẽ trốn tránh được cơ quan chức năng và công an sẽ không tìm đến được. Nhưng mà không ngờ thì bị phòng cảnh sát hình sự của công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt em tại Vũng Tàu. Quy mô của cái nhóm đối tượng này thì hoạt động hết sức là rộng. Các đối tượng câu kết chặt chẽ với nhau, tổ chức làm một đường dây đánh bạc.
và tận dụng các mạng xã hội để mà phục vụ cho cái việc đánh bạc. Đáng chú ý đây là các đối tượng đã thường xuyên di chuyển ra các cái địa bàn khác và thậm chí là ra tỉnh ngoài để mà tổ chức cái hoạt động cá độ bóng đá, cho nên gây rất nhiều khó khăn cho cái công tác mà xác minh và kế hoạch đấu tranh triệt phá của lực lượng công an. Theo chuyên gia pháp luật, một trong những phương thức đánh bạc khá phổ biến hiện nay là chơi lô đề, gây mất an ninh trật tự trên các địa bàn. Vấn nạn lô đề để lại nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình. Nhiều gia đình ly tán, đổ vỡ vì vợ chồng, con nghiện chơi lô đề làm khuynh gia bại sản. Lô đề còn để lại nhiều tệ nạn cho xã hội như các tội phạm hình sự về cố ý gây thương tích, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Pháp luật hình sự xử lý hai nhóm hành vi gồm tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ Luật Hình sự và tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điều 323 Bộ Luật Hình sự. Mức hình phạt với tội đánh bạc có thể đến 7 năm tù. Ngoài ra, còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến 50 triệu đồng. Mức hình phạt tội tổ chức đánh bạc có thể lên đến 10 năm tù. Ngoài ra, còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến 100 triệu đồng. Theo các chuyên gia, để ngăn ngừa tệ nạn chơi lô đề, chúng ta phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, hiểu hành vi chơi lô đề là vi phạm pháp luật và có thể đối mặt với án phạt tù, bị xử phạt hành chính. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hình thức chơi lô đề, đưa ra các hình thức vui chơi hợp pháp để người dân có sự lựa chọn. Ngoài ra, các cơ quan tiến hành tố tụng có thể đưa ra một số vụ án về chơi lô đề xét xử công khai để giáo dục và phòng ngừa chung.